Bỏ ra từ 10-15 triệu chỉ để tự order đồ trên Taobao. Mọi người có bỏ không? Mình thì chắc chắn không rồi đấy. Chào mừng mọi người đến với thế giới trái túi vì Taobao cùng em Moon nhá. Hello mọi người, mình là Moon và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sweetie. Sau cái video Taobao haul lần trước ấy thì mình khá là ngạc nhiên bởi vì có rất nhiều người hỏi mình cái cách mà mình đã order đồ Taobao hay là cái cách mà mình đã tìm được những cái đồ Taobao giá rẻ như trong cái video Taobao haul đấy. Và thực sự phải nói là mình rất ngạc nhiên bởi vì mình cứ nghĩ là Taobao nó đã hot từ rất lâu rồi và đồng nghĩa việc đấy thì mọi người cũng phải biết là làm thế nào để order được Taobao ấy. Thế nhưng mà hóa ra là còn rất nhiều người chưa biết. Thế cho nên là mình quyết định sẽ quay một video này để hướng dẫn tất tần tật mọi thứ mà mình biết về Taobao cho mọi người nhé. Thì dành cho những ai chưa biết, Taobao là một website thương mại điện tử lớn nhất của Trung Quốc. Nhầm, một trong những website lớn nhất của Trung Quốc thôi. Nó tương tự như là Appay hay là Amazon hay là như cái Shopee của mình ý. Mình biết sẽ có những người thắc mắc tại sao Taobao lại có thể hot đến như thế, tại sao lại có nhiều người kiểu phát cuồng lên vì Taobao như thế. Đơn giản lắm, chỉ cần hai tiêu chí thôi. Thứ nhất, đồ ở trên Taobao nó rất đa dạng. Mình cảm giác kiểu trên Taobao nó có tất cả mọi thứ mà mình muốn luôn ý. Và cái thứ hai đi kèm với cái sự đa dạng đấy chính là cái giá thành siêu rẻ. Đến cả bản thân mình cũng không thể hiểu nổi tại sao đồ trên Taobao nó chất lượng mà nó lại có thể rẻ đến như thế. Và chỉ với hai tiêu chí thôi, mọi người nghĩ là Taobao đã đủ để hot chưa? Nói đây thì mọi người sẽ bắt đầu cảm thấy tò mò về Taobao rồi đúng không? Thế nên là mình sẽ bắt đầu đi và tìm hiểu sâu hơn về Taobao nhá. Thì việc đầu tiên để có thể tìm hiểu được Taobao đấy chính là mọi người cần phải tải được app Taobao về. Tải app thì rất đơn giản thôi, mọi người chỉ cần lên App Store hoặc nếu mọi người dùng Android thì mọi người có thể lên CH Play. Khi mà search Taobao ra ấy thì nó sẽ ra khá là nhiều app và cái app mà mình chọn để tải là cái app này nhá. Ok, sau khi đã tải app Taobao rồi thì mọi người sẽ cần phải đăng ký một tài khoản. Để đăng ký một cái tài khoản trên Taobao thì nó không có gì phức tạp cả. Khi mọi người ấn vào cái app Taobao thì mọi người sẽ thấy toàn là chữ Trung Quốc đúng không? Và nếu như mọi người không hiểu rằng nó đang viết cái gì thì cũng không phải lo đâu, bởi vì mình ở đây là để hướng dẫn cho mọi người một cách nhanh gọn nhất mà. Mọi người sẽ ấn vào cái hình người ở góc cuối cùng phía bên tay phải. Sau đó mọi người sẽ ấn vào cái dòng chữ màu cam này này. Đó thì nó sẽ hiện ra số điện thoại và mọi người chỉ cần ghi số điện thoại của mình vào thôi, và ở Việt Nam thì mã vùng sẽ là 84. Thì mọi người không cần phải để ý xem là cái chữ này là gì đâu, mọi người chỉ cần nhìn 84 thôi. Nhưng mà theo như mình tìm hiểu thì ở bên Trung Quốc chữ Việt Nam nó sẽ bắt đầu chữ Y dài, thế nên là mọi người cứ kéo thẳng xuống cái phần Y dài ấy, và Việt Nam mình là cái cuối cùng ở trong cái bảng chữ Y dài đấy. Sau đó mọi người ấn số điện thoại của mình thôi và nó sẽ gửi một cái mã về số điện thoại của mọi người, và việc của mọi người chỉ là ngồi chờ cái mã đấy được gửi về thôi nhá. Đó, vậy là xong rồi. Vậy là mọi người đã có một cái tài khoản ở trên Taobao rồi. Sau khi mọi người đã tải được app Taobao và đã đăng ký được tài khoản Taobao rồi thì chào mừng mọi người đến với thế giới trái túi vì Taobao cùng em Moon nhá. Để có thể tìm được đồ ở trên Taobao thì sẽ có hai cách. Một là tìm bằng chữ bình thường và hai là tìm bằng hình ảnh. Và đây mình sẽ hướng dẫn cách tìm bằng chữ trước nhá. Thì bởi vì đây là một cái app của Trung Quốc, thế cho nên mọi thứ đều sẽ bằng tiếng Trung Quốc hết. Và nếu như mọi người không biết tiếng Trung thì cũng chả sao cả, bởi vì mình cũng đâu có biết đâu. Thế nên là có một cách, đấy là mọi người hãy dùng Google dịch để có thể chuyển được tất cả ngôn ngữ sang tiếng Trung nhá. Mình khuyên là mọi người nên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Trung, bởi vì tiếng Anh dù sao nó cũng là ngôn ngữ quốc tế ấy, thì khi mà dịch sang tiếng Trung nó sẽ ra được cái nghĩa sát nhất. Ví dụ ở đây mình muốn mua áo phông, sau đó mình sẽ chuyển sang tiếng Trung. Sau đó mọi người chỉ cần sao chép lại và paste vào cái phần ô tìm kiếm đó. Sau đó mọi người ấn tìm thì nó sẽ ra vô và những cái mẫu mã áo phông như thế này. Và nếu như mọi người kéo một lúc mà mọi người vẫn không thể nào tìm ra được một cái áo nào nó đúng với ý đồ của mình ấy, thì mọi người có thể ấn vào cái áo nó có hình dạng gần nhất với cái áo mà mình thích. Ví dụ như mình sẽ ấn vào cái này. Đó. Thế nhưng mà tất nhiên áo này không phải là cái áo mình thích, thế nhưng mà là cái áo mình cảm thấy ok nhất trong cái đống mà mình tìm ra được ấy. Thì sau đấy mọi người hãy ấn vào cái dòng chữ cuối cùng của cái thanh ngang trên cùng này này. Đó, thì nó sẽ hiện ở dưới này. Đây nó là những sản phẩm tương tự giống với lại cái sản phẩm mà mình tìm được. Thì đó, mình chỉ cần tìm như thế này. Và nếu như mọi người vẫn không tìm được cái nào trong cái đống gợi ý ở dưới này này, thì mọi người lại tiếp tục áp dụng như cái cách vừa nãy, ấn vào cái nào mà mọi người cảm thấy gần giống với cái mình thích nhất. Sau đó nó sẽ lại tiếp tục hiện ra những cái sản phẩm tương tự khác ấy. Và mọi người cứ lần theo những cái sản phẩm mà Taobao nó gợi ý cho mình ấy,
thì mọi người không những có thể tìm ra được mẫu mình muốn tìm đâu, mà mọi người có khi còn tìm ra những cái mẫu còn hơn cả tưởng tượng của mình luôn ý. Thì đó, ví dụ ở đây mình đã tìm ra được cái áo mà mình ưng ở đây rồi. Nếu như mọi người cảm thấy cái giá tiền này nó hợp lý, nói giá tiền thì nhân dân tệ là cái giá trị tiền của Trung Quốc, và mọi người nhân với 3,5 thì nó sẽ ra được cái giá trị sản phẩm đấy bằng tiền Việt nhá. Thì ở đây mình tìm được một cái áo phông có giá 36 tệ. Thế nhưng nếu như mọi người không cảm thấy cái giá này nó hợp lý ấy, thì mọi người có thể áp dụng cách thứ hai, chính là tìm kiếm bằng hình ảnh. Và khi muốn tìm kiếm bằng hình ảnh thì mọi người chỉ cần chụp màn hình lại cái sản phẩm mà mọi người muốn. Khi mà mọi người cáp màn hình lại như thế thì nó sẽ hiện ra hai loại ảnh như thế này. Cái ảnh phía bên này là cái ảnh có mã vạch ấy, thì cái ảnh đấy tí mình sẽ nói kỹ sau, và bây giờ mình chỉ cần quan tâm cái ảnh phía bên này thôi. Khi mà mọi người ấn vào phần tìm kiếm bằng hình ảnh ấy, thì đó, mình sẽ ấn vào cái phần tìm kiếm thì ở dưới này nó sẽ hiện ra cùng cái kiểu áo đấy, thế nhưng nó có rất nhiều giá khác nhau. Thì đây chính là cái cách để mình có thể tìm ra được cái sản phẩm nào có giá rẻ nhất. Bởi vì ở trên Taobao nó rất đa dạng, thế cho nên là không chỉ có một shop bán một cái mẫu áo như thế đâu, mà có rất nhiều shop bán mẫu áo đấy, và giá thì nó cũng sẽ vô vàn các thể loại giá luôn. Mình khuyên mọi người nên tìm như thế này, nó hơi mất thời gian một tí, thế nhưng mà bù lại mọi người sẽ tìm ra được một cái áo có cái giá rẻ nhất. Thì đây mình tìm được một cái shop có giá 29,9 tệ. Tìm ra như thế này rồi thì mọi người nghĩ là sẽ làm gì tiếp theo? Mua luôn không? Mình sẽ phải kéo xuống dưới, và ở đây chính là cái chỗ để cho mọi người xem được ảnh feedback của mọi người. Thì như mọi người thấy ở cái shop này có 16 feedback, và nếu như mà mọi người không biết tiếng Trung thì cũng không sao cả, bởi vì ở đây người ta sẽ có kèm theo cả feedback bằng hình ảnh ấy. Và kể cả mọi người có biết tiếng Trung đi chăng nữa, khuyên mọi người vẫn phải nhìn vào những cái hình ảnh feedback ấy, bởi vì chăm nghe thì cũng không bằng một thấy. Thế nên kể cả người ta có viết hay đến mấy mà không có kèm ảnh nào thì mình không khuyên mọi người nên mua cái shop đấy đâu. Và theo như mình thấy ở cái shop này thì nó cũng có ảnh feedback, thế nhưng mà nó hơi bị ít một tí. Và nếu như mọi người cảm thấy có ảnh feedback như thế này là ok rồi thì mọi người có thể mua luôn. Thế nhưng mình thì không yên tâm lắm, mình muốn tìm những cái shop nào mà có feedback nhiều hơn một tí ấy. Thế nên mình sẽ thoát ra, sau đó tìm cái shop khác. Ở một cái shop khác thì cái áo của nó sẽ đắt hơn, tuy nhiên thì ở đây có tận 450 feedback. Và sau đấy mọi người chỉ cần ấn vào lướt sang để xem được toàn bộ những cái feedback của nó thôi. Cái cách tìm kiếm bằng hình ảnh này ấy, nó còn áp dụng nếu như mọi người lướt web, sau đó mọi người thấy một cái mẫu nào đó đẹp ấy, thì mọi người có thể cáp màn hình lại và tìm kiếm hình ảnh trên này. Hoặc là đang đi ngoài đường tự dưng thấy có bà bánh bèo váy hồng nào đó lướt qua mặt, sau đó nhìn thấy cái váy đấy đẹp quá, và thay vì như ngày xưa thì phải chạy đến xong hỏi là chị ơi chị mua váy này ở đâu, thì mọi người có thể chụp ảnh lại sau đó tìm ở trên Taobao. Thì đó là cái cách để mình tìm được đồ trên Taobao, làm sao để giá nó vừa rẻ vừa chất lượng mà vẫn uy tín. Và mọi người nhớ không bao giờ được quên xem feedback và phải xem thật chi tiết nhá. Bởi vì bất cứ một cái trang website thương mại điện tử nào thì nó cũng đều sẽ có hai mặt. Nếu mà nó có đồ tốt, đồ rẻ thì bên cạnh đấy nó cũng sẽ có đồ không được tốt chút nào. Thế cho nên là luôn luôn nhớ phải xem feedback đấy nhá. Và sau khi đã tìm được đồ ưng rồi thì mua nó thôi. Và mình nghĩ có lẽ đây là cái bước mà nhiều người thắc mắc muốn hỏi mình nhất. Đấy chính là mình thanh toán, mình mua những cái đồ trên Taobao đấy như thế nào. Thì có hai cách để có thể mua được đồ trên Taobao. Một là mọi người order trực tiếp, và hai là order qua bên trung gian. Và mình biết có rất nhiều người đang xem video này, và hy vọng mình sẽ bày cho mọi người một cách nào đấy để có thể tự order trực tiếp. Thế nhưng mình phải chia sẻ thẳng luôn, đấy là mình order qua bên trung gian. Và đừng vội tắt video này đi nhá, bởi vì mình sẽ chỉ mọi người tại sao mình lại không order trực tiếp. Có một điều như thế này, kho ở bên Taobao ấy nó có hỗ trợ ship cho một số quốc gia, và mình phải thông báo cho mọi người một tin buồn, đấy là trong đấy không hề có Việt Nam đâu mọi người nhá. Và chính bởi vì như thế cho nên để có thể order được trực tiếp từ Taobao ấy thì mọi người sẽ phải cần một cái thẻ ngân hàng Trung Quốc. Và mình nghĩ có lẽ đây là thứ phức tạp nhất trong quy trình để có thể order trực tiếp rồi, bởi vì thẻ ngân hàng của Trung Quốc nó không cung cấp cho những người có visa du lịch, và mình không phải là người Trung Quốc, thế nên mình sẽ chỉ có visa du lịch thôi. Và để có thể làm được một cái thẻ ngân hàng Trung Quốc, mọi người sẽ cần phải thuê một cái bên dịch vụ chuyên làm những cái thẻ ngân hàng Trung Quốc này ấy. Và phí để có thể làm được một cái thẻ này nó sẽ dao động khoảng tầm từ 10 cho đến 15 triệu. Bỏ ra từ 10-15 triệu chỉ để tự order đồ trên Taobao. Mọi người có bỏ không? Mình thì chắc chắn không rồi đấy. Và đấy mới chỉ là một thứ thôi, và còn phải cần nhiều thứ khác nữa. Cái thứ hai đó là mọi người cần phải tìm được một bên vận chuyển. Tức là mọi người cần phải làm việc một bên vận chuyển khác ấy. Bởi vì những cái shop trên Taobao nó chỉ có trách nhiệm ship về bên kho bên Trung Quốc thôi. Và làm
thế nào để ship được từ kho Trung Quốc đấy chuyển về Việt Nam thì đấy là phụ thuộc vào việc bạn tìm được bên vận chuyển nào, và tất nhiên nó sẽ đi kèm một khoản phí, và cái khoản này thì còn tùy vào bên bạn tìm được và cũng tùy vào cái số cân nặng hàng hóa, thế nên là mình không thể cho ra một con số cụ thể được, bởi vì phải làm việc với bên Taobao này rồi bên vận chuyển này, thế nên mọi người sẽ cần đến cái thứ ba, chính là một cái SIM Trung Quốc. Không ai có thể làm việc với bạn qua một cái SIM của Việt Nam mình được, và đã có thẻ ngân hàng Trung Quốc rồi, có một cái SIM Trung Quốc rồi thì lẽ tất nhiên cái thứ tư bạn sẽ phải biết tiếng Trung Quốc hoặc sẽ phải làm việc một bên phiên dịch nào đấy. Có thể sẽ có nhiều bạn nghĩ là mình có Google dịch rồi thì cần gì, đúng không? Thế nhưng mà mọi người ạ, đây là việc làm ăn liên quan đến tiền bạc cũng như là chất lượng sản phẩm của mọi người, thế nên là chỉ với việc dịch Google dịch thôi thì nó sẽ không thể nào đáp ứng được hoàn toàn hiệu quả công suất làm việc của mọi người ấy. Mọi người tưởng tượng nó giống như là mọi người đi vào một công ty doanh nghiệp nước ngoài và mọi người không biết một tí tiếng Anh nào và mọi người chỉ làm việc qua Google dịch thôi, thì mọi người nghĩ là liệu làm việc có hiệu quả hay không? Và đấy là những cái mớ rắc rối mà mình có thể biết được, còn mình nghĩ là phải có nữa cơ, nhưng bởi vì mình không order trực tiếp bao giờ thế nên là mình cũng mới chỉ biết được đến thế thôi. Bởi vì như thế cho nên mình nghĩ là cái cách order trực tiếp này chỉ phù hợp với bạn nào mà buôn bán này, nhập hàng nhiều, nhập hàng liên tục thì mình nghĩ mới nên order trực tiếp từ Taobao để có thể giảm được chi phí của mình đi. Còn nếu như bạn cũng chỉ là một người order để thỏa mãn sở thích của bản thân như mình ấy thì thực sự mình không khuyên mọi người nên order trực tiếp một tí nào cả. Thế cho nên mình sẽ chọn phương án thứ hai, chính là order qua một bên trung gian. Để có thể order được qua trung gian ấy thì mọi người sẽ cần phải có một link sản phẩm. Mọi người có nhớ bức ảnh lúc đầu mình nói là nó có mã vạch không? Thì đó, đấy chính là cái link sản phẩm. Và để mình hướng dẫn chi tiết hơn cái cách mà mọi người copy cái link sản phẩm đưa cho bên trung gian nhá. Đây là cái sản phẩm áo phông vừa nãy mình nói, và mọi người sẽ kéo xuống dưới và mọi người sẽ ấn vào cái này. Đó, thì ở đây nó sẽ có hai cách. Một là mọi người sẽ copy link, nó giống như cái đường link bình thường ấy, đường link bằng chữ ấy. Hai là mọi người sẽ copy nó bằng hình ảnh. Mình nghĩ là nếu mà để chắc ăn nhất ấy thì mọi người nên ấn vào cái phần gắn link ở đây. Nó hiện ra dòng chữ này có nghĩa là mọi người đã sao chép được. Thì mọi người sẽ chỉ cần ấn vào cái ô tin nhắn mọi người đang nói chuyện với cái bên trung gian ấy để paste lại cái dòng mà mọi người vừa sao chép. Thì đối với copy link bằng hình ảnh thì cũng tương tự, mọi người sẽ ấn vào cái ký hiệu hình ảnh này và nó sẽ hiện ra nhiều mẫu như thế này, thì nếu mọi người muốn cái mẫu nào thì mọi người sẽ ấn vào cái hình của mẫu đấy. Đó, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Và đó, mọi người chỉ cần ấn ô màu cam này này. Đó, và thực sự mình biết khi mà nghe đến order qua bên trung gian thì mọi người sẽ kiểu tặc lưỡi cho qua, bởi vì nghĩ là bên order trung gian bao giờ cũng sẽ bị đắt lên ấy. Và thực sự thì việc này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì xung quanh mình cũng có những người kiểu đã từng thử order trung gian và mọi người phải bỏ cuộc luôn, bởi vì nó không hề rẻ như mọi người tưởng tượng. Mình có thể giải thích được tại sao lại như thế, thì thứ nhất là mọi người không biết cách tìm đồ giá rẻ như mình vừa hướng dẫn, hoặc là mọi người thậm chí còn không biết cả cách tìm đồ ở trên Taobao ấy. Đơn giản là mọi người lướt ở trên web, sau đó mọi người thấy một shop nào đấy hoặc là một ai đấy đăng lên những cái sản phẩm mà ghi là kiểu order mới 15 ngày các thứ ấy, thì đấy là những thứ order trên Taobao, ví dụ như một cái áo crop top và mọi người nhìn thấy nó có giá 150.000 chẳng hạn, thì mọi người sẽ nghĩ là đối với mặt bằng chung ở Việt Nam thì cái giá đấy là ok, bởi vì cái áo nào giá cũng đều như thế cả. Thế nhưng nếu như mọi người có thể tìm được đồ ở trên Taobao như cách mà mình đã chỉ ấy, thì thậm chí là mọi người có thể tìm được cái áo đấy với giá chỉ có mấy chục nghìn thôi. Thực ra nó là hợp lý, bởi vì mọi người không bỏ công sức ra để tìm hiểu shop đấy như thế nào, rồi thì sản phẩm ấy ra sao ấy, thì tất nhiên mọi người sẽ mua một cái giá đắt hơn rồi. Mọi người tưởng tượng nôm na nó giống như là thay vì mình chỉ mất cái tiền ship cái áo đấy về Việt Nam thôi thì mình sẽ cần phải mất thêm một cái tiền để người ta tìm cho mình cái áo đấy ấy. Bởi vì không có cái gì dễ dàng cả. Mọi người không bỏ thời gian ra tìm mà mọi người vẫn muốn có một cái áo rẻ ấy, thì không bao giờ có chuyện đấy. Không ai bỏ thời gian ra để lướt Taobao hàng ngày chỉ để tìm free cho bạn một cái áo cả. Và đó là lý do tại sao mà mình phải hướng dẫn chi tiết cái cách để tự tìm đồ của mình. Bởi vì làm như thế thì mình sẽ tự chủ được cái giá tiền cái áo đấy. Và cái lý do thứ hai mà mọi người mua đồ Taobao bị đắt ấy, đấy là mọi người tìm những cái bên order mà giá order của người ta quá cao. Bởi vì Taobao bây giờ nó rất phát triển, thế cho nên có rất nhiều người đứng ra để nhận order trung gian, cho nên giá order nó rất cạnh tranh, nó sẽ có từ cao đến thấp vô vàn các thể loại giá luôn. Và nếu như mọi người không biết đến những chỗ để có thể tìm được những người order trung gian ấy, thì mình chia sẻ cho mọi người một cái page ở trên Facebook Cháy túi vì Taobao. Đó, nghe cái tên thì mọi người biết khi vào cái page đấy thì túi tiền của mọi người sẽ như thế nào rồi đấy. Thì ở trong cái page đấy nó là cái nơi giao lưu giữa người mua và người bán ở trên Taobao ấy. Và đó, mọi người có thể tham khảo ở trong đấy để có thể tìm ra được là ai lấy cái phí ship rẻ nhất mà mọi người có thể tìm được. Còn nếu như mọi người lười tìm quá thì mình cũng sẽ để luôn cái link bên mà mình hay order đồ Taobao nhất để mọi người có thể tham khảo thử nhá. Hoặc là nếu như bạn nào mà đã có một bên order nào đấy là chân lý của cuộc đời mình rồi thì cũng hãy comment ở dưới để cho mọi người cùng biết nhá. Tất cả
những cái nơi mà mình tham khảo được ấy, thì công ship người ta sẽ lấy, nói chung là nó sẽ dao động trong khoảng tầm từ 20, 30 đến 40 nghìn chẳng hạn đi. Nghe thì có vẻ rất đắt đúng không? Một cái áo cỏn con mà lấy công đến tận 30, 40 nghìn. Thế nhưng mà mọi người ạ, kể cả có cộng thêm cái phí công ship đấy thì cái áo nó vẫn rất rẻ. Ví dụ như trong cái video Taobao haul của mình ấy, thì mọi người đều nói là tại sao đồ Taobao có thể rẻ như thế đúng không? Và mọi người ạ, cái giá rẻ đấy của mình ấy là mình đã cộng luôn cả cái tiền công và tiền ship của bên trung gian rồi đấy, mà giá nó vẫn rẻ như thế. Thế nên là mọi người ham hố gì order trực tiếp nhở, bởi vì cái giá trung gian nó cũng đâu có mặn mòi gì đâu đúng không? Và đấy, thay vì phải bỏ ra một mớ rắc rối nào là thẻ ngân hàng này, rồi thì sim này, rồi thì vân vân mây mây các kiểu, thì mọi người chỉ cần ngồi ở nhà thảnh thơi lướt Taobao tìm thứ mà mình muốn, sau đó thì gửi cho bên trung gian và ngồi rảnh rỗi đợi đến một ngày hàng về và trả tiền, thế thôi. Mọi người tin mình đi, qua trung gian thì đồ mọi người vẫn rất rẻ. Rẻ lắm mọi người ạ. Không phải tự dưng mà mình lại nghiện đồ Taobao thế. Thậm chí ngay cả khi mà mình phải làm với một bên trung gian chứ không phải là tự order trực tiếp. Đừng có ham hố chạy theo những cái video dạy mọi người cách order trực tiếp, bởi vì ấy, ở những nước khác thì mình không biết, còn ở Việt Nam nếu như mọi người chỉ muốn order để thỏa mãn cái sở thích cá nhân thôi, mọi người không order nhiều hay là không dùng với mục đích buôn bán ấy, nhiều ở đây có nghĩa là một lần mọi người order phải hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu, chứ không phải là chỉ 1-2 triệu lắt nhắt đâu. À, với cả còn một cái lưu ý nữa, đấy là người có ship đồ về mà nó bị fail ấy, thì mọi người hãy thử xem lại xem nó có giống với những gì mọi người đã xem trên feedback của shop không. Nếu như mọi người tự tin rằng đồ ở trên shop mọi người xem được rất đẹp mà cái mọi người nhận về nó không giống với shop ấy, thì cũng đừng vội trách cái shop bên Taobao nhá, bởi vì mọi người có thể thử hỏi lại cái bên mọi người order ấy, xem lại cái lịch sử mua hàng mà người ta đã order cho mình. Nếu như mà đúng với cái shop mà mình mua mà nó vẫn fail ấy thì đấy là do mình rồi. Thế nhưng mà nó rất có khả năng là người ta sẽ order một cái shop không phải shop của mình, bởi vì mình đã thấy những cái trường hợp này rồi. Có nghĩa là cái shop trung gian đấy kiểu người ta muốn lợi nhuận cao ấy, thế nên người ta tìm một shop khác rẻ hơn để mang về cho bạn để có thể lãi cao hơn ấy. Nếu may mắn thì đồ của bạn vẫn y xì như thế, còn nếu mà đen thì nó sẽ vào đúng cái shop mà đồ nó tồi tệ vô cùng. Thế cho nên hãy tỉnh táo khi mua hàng Taobao nhé. Đó, đấy là cách mà mình order đồ Taobao từ trước đến giờ, và mình hy vọng là video này sẽ giúp ích cho mọi người, và hy vọng mọi người sẽ không cháy túi khét lẹt vì Taobao như mình. Cố gắng lên nha mọi người. Nếu như mọi người có bất cứ thắc mắc nào thì hãy comment ở dưới để cho mình biết nhé, bởi vì mình sẽ luôn ở đây và mình sẽ cố gắng hết sức để có thể giải đáp được toàn bộ thắc mắc của mọi người. À, nếu như mọi người thích video này thì hãy ấn like nhé, và đừng quên ấn đăng ký kênh của mình, bởi vì mình sẽ lên video đều đặn mỗi thứ 6 hàng tuần. Và nếu như mọi người muốn nhận được thông báo video của mình sớm nhất ấy, thì hãy ấn vào quả chuông ở bên cạnh cái nút đăng ký nhá. Mình nghĩ là hết rồi đấy. Bye.